Xin chào tất cả anh chị em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Trong clip ngắn này đây thì mình sẽ update cho mọi người về airdrop của dự án Su Blockchain mới nhất hiện tại anh chị em nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là thời gian vừa qua thì trên nền tảng YouTube của mình đã cập nhật cho anh chị em chúng ta rất là nhiều các clip để có thể hướng dẫn cho mọi người tham gia trải nghiệm trên nền tảng của Su Blockchain DeepNet và cũng như là TestNet Wave 1 đó. Và anh chị em chúng ta cũng đã trải nghiệm rồi. Cũng hy vọng rằng là những anh chị em chúng ta trải nghiệm sẽ nằm trong đợt snapshot vừa rồi của Su Blockchain. Và mình nghĩ rằng là sau cái đợt là testnet Wave 1 vừa rồi thì cũng đã có đợt snapshot rồi đó. Thì đợt 2 đây, những anh chị em mà chúng ta đã chưa trải nghiệm Su Blockchain ấy, thì chúng ta cũng chưa mất cơ hội đâu mọi người nhé. Bởi vì là vừa rồi á, thì cuối tháng 1 năm 2023, Sui đã công bố testnet Wave 2 và đang hoạt động rồi. Thời điểm hiện tại là chúng ta có thể trải nghiệm những app nào để có cơ hội nhận được airdrop thì mình sẽ dẫn cho mọi người trong clip này nhé. Và đây sẽ là cái thông tin về đợt testnet Wave 2. Tuy nhiên trong này thì sẽ có một số thông tin mà mọi người sẽ cần phải lưu ý giúp mình nhé, là ở trong này có một số cái phần liên quan đến chạy nốt đấy, nhưng mà hiện tại mình hỏi bên dự án thì vẫn chưa có thể đăng ký chạy nốt được. Thì anh chị em mà chúng ta đã đăng ký được hoặc đã trải nghiệm rồi thì mọi người có thể là để lại bình luận ở dưới clip này nhé, hoặc là có thể là hướng dẫn cho cộng đồng mọi người có thể comment ở dưới nhé. Ok, và đây thì chúng ta có thể thấy rằng thông tin ở trong cái đợt Wave 2 này á, đợt testnet Wave 2 này thì người xác thực, người vận hành nút này và người ủy quyền hầu như tất cả chúng ta là những người trải nghiệm á, thì đều có thể tham gia được với những cái mức như là bao gồm nhân hai số lượng trình xác thực, có nghĩa là chúng ta có thể được trình xác thực nhân hai đó, cũng như là cho phép mọi người có thể chạy một nút đầy đủ này đó, nó ghi là mọi người nhé, nhưng mà hiện tại thì mình chưa rõ lắm đâu, và cho phép các nhà phát triển xuất bản thử nghiệm và chia sẻ ứng dụng của họ trên internet, có nghĩa là chúng ta có thể là trải nghiệm những cái đĩa app mới hiện tại ở trên nền tảng internet Wave 2 để sẽ có cơ hội nhận được airdrop đến từ dự án này nhé. Và mọi người lưu ý giúp mình nhé, hiện tại đây Su Blockchain vẫn đang ở giai đoạn testnet, có nghĩa là khi mà chúng ta trải nghiệm các cái nền tảng blockchain ở trên Sui á, các cái đĩa app ở trên Sui ấy, thì chúng ta sẽ gặp phải trường hợp đó là khả năng sẽ bị reset á. Thì mọi người đừng lo lắng, ví dụ một tuần reset thì mọi người làm lại giúp mình thôi nhé, bởi vì là không biết được đợt nào snapshot đâu. Và nếu thực sự anh chị em chúng ta không chăm chỉ làm airdrop miễn phí, còn không chăm chỉ nữa thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không tăng được cái độ may mắn của mình lên đâu. Thời gian vừa qua đã minh chứng rồi, rất là nhiều người chúng ta đã đổi vị thế luôn từ kèo áp chốt đó. Cho nên là Sui là một cái dự án cũng như là áp chốt mà thôi, là cùng cha các mẹ thôi đó. Cho nên là chúng ta nhớ đừng bỏ qua cơ hội đối với Su Blockchain trong năm nay nhé, năm 2023 nhé. Mình cũng nghĩ rằng là hiện tại đây Sui cũng đã phát triển khá là nhiều các đi app và cơ sở hạ tầng rồi, thì sẽ có cơ hội thôi, chắc khả năng sớm thôi, cùng lắm là hết quý 2 gì đó thì chắc Sui sẽ bắt đầu mainnet, thì mọi người nhớ có thể trải nghiệm ngay nhé. Và đợt hai đây thì họ cũng sẽ bắt đầu kiểm tra về cái tokenomics của Sui đó, bao gồm về tính quản lý epoch này và cơ chế phí gas nữa. Cái thông tin này thì hầu như tất cả các dự án khác bắt đầu trong giai đoạn testnet thì họ cũng sẽ có những bài test như vậy thôi, cũng như là thông tin về quỹ lưu trữ này hoặc là ủy quyền cổ phần cơ chế proof of stake. Cái này thì mọi người đọc chi tiết ở trên nền tảng Twitter chính thức của Sui nhé. Và ngoài ra ở trong đợt testnet Wave 2 này ấy, thì Sui có nhắc đến một cái game thì lát nữa mình sẽ dẫn cho mọi người có thể là trải nghiệm. Thì anh chị em chúng ta có thể nhớ lại cái đợt là testnet Wave 1 vừa qua rơi vào đợt cuối cùng là khoảng Giáng sinh năm 2022 đúng không? Lúc đó thì mình cũng đã lên clip kịp để có thể update cho anh chị em chúng ta về cái đợt Mysukapi, về cái đợt Giáng sinh đó. Nhưng mà đợt đó chúng ta nếu mà trải nghiệm rồi nhé thì khả năng dự án cũng đã ghi nhận cái đợt trải nghiệm của mọi người. Tuy nhiên về cái phần thưởng thì chắc hẳn là nhiều anh chị em chúng ta cũng như mình thôi, hầu như là không được thưởng thưởng đợt đó đúng không? Bởi vì thưởng đó rất là khó, trong top những người được vote nhiều trên nền tảng Twitter cơ mới được thưởng được đó. Thì đó, một cái dự án, một cái địa app hiện tại đang phát triển trên Sui là Mycapi, hiện tại được Sui chú ý đến rất là nhiều nhé. Và tương tự như vậy, trong đợt testnet Wave 2, Sui cũng có nhắc đến một cặp trò chơi để thiết kế kiểm tra tính thiết kế cũng như là triển khai của mã thông báo Sui. Và các trò chơi này được thiết kế để phân phối cổ phần người xác thực, phí gas tham chiếu. Đó, ok, và cái trò chơi đó mang tên là Framit đó, một trò chơi cạnh tranh mà bất kỳ ai cũng có thể chơi được, có nghĩa chúng ta có thể chơi nhé, không nhất thiết phải những người là validator hoặc là những người tham gia chơi đút đâu. Ok, và mình sẽ dẫn cho mọi người tham gia trò chơi này. Ngoài ra tất cả thông tin dưới này liên quan đến mã thông báo này hoặc là phần thưởng đặt cược thì mọi người có thể xem đây nhé. Và ở trong đợt xui này ấy, thì họ sẽ có thông tin đó là vòi testnet chỉ giới hạn tốc độ đó là 0,01 xui mỗi yêu cầu, nhưng mà chúng ta có thể vòi được một xui một ví nhé, bởi vì là hiện tại đây trong đợt testnet Q2 sẽ có một cái đợt sẽ có một cái mục liên quan đến stake nhé mọi người. Thì mình nghĩ rằng stake nhiều sẽ có nhiều co, nhiều điểm, nhiều point đấy, nhiều điểm ấy thì sẽ tăng cái thứ hạng mọi người lên thôi. Ok, không mất thời gian của mọi người lâu nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm ngay cho mọi người nhé. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có cái ví Sui thì mình đã hướng dẫn cho mọi người đúng không? Chúng ta có thể lên trên trang YouTube của mình nhé, mọi người gõ bất kỳ một cái gì liên quan đến Sui ấy. Trong đó có rất là nhiều clip của mình và cũng đã hướng dẫn cho mọi người về tạo ví Sui mọi thứ luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đối với một tài khoản mới nhé. Và hiện tại đây thì chúng ta muốn làm được testnet thì chúng ta sẽ cần phải có ví Sui này. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải có tài khoản Discord và đã join vào trong dự án Sui rồi nhé. Hiện tại đây tài khoản cũ đây. Thì những ai mà chúng ta đã làm rồi thì mọi người biết rồi đó.
Ok, và mọi người sẽ lên cái ví xui đăng nhập vô này, và mọi người sẽ chuyển giúp mình sang testnet nhé. Đó, hiện tại đã hiển thị testnet đây rồi. Và nó sẽ không hiển thị cái void trực tiếp trên này đâu. Đó, chúng ta sẽ cần phải, đây mình sẽ thử. Đó, chúng đây, nó sẽ void trực tiếp nhé, chuyển mọi người vào trong Discord nhé. Thì mọi người sau khi mà join vào Discord của xui blockchain ấy, mọi người kéo xuống mình, giúp mình xuống dưới này này. Đó, kéo xuống dưới này nhé, mọi người sẽ nhìn chữ là testnet faucet nhé. Hiện tại đang faucet rất là mượt luôn. Thì chúng ta có thể là làm nhé, làm theo cách mình như sau này. Copy địa chỉ ví của mình này, đó. Và mọi người sẽ bắt đầu gõ cú pháp như sau này, dấu chấm than này, faucet cách và dán địa chỉ của mọi người vô đó, tích tắc thôi thì nó sẽ gửi ngay cho mọi người một xui về trên ví nhá. Đó, có màu đỏ vừa rồi đó. Ok, và hiện tại đây thì mình đã có một xui rồi nhá, mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cho mọi người này. Các cái mục là mini NFT á, thì chắc chắn rằng là đợt wave 2 nó đã reset hết hầu hết tất cả đợt wave 1 rồi, cho nên chúng ta sẽ cần min lại nhé. Thì mọi người sẽ min lại giúp mình cái chỗ mini NFT này đó. Và dưới này thì các cái liên quan đi app phát triển của Sui, trực tiếp của Sui ạ, thì đang có một số đi app này. Trước đây mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi, nhưng mà hiện tại đây thì nó đã phát triển thêm nhé. Thì mọi người có thể là click vô và trải nghiệm. Như là cái tựa game mà xếp số này, xếp số để có thể min được cái NFT số. Đây này, cái này thì mình hướng dẫn cho mọi người đúng không? Nhưng hiện tại giao diện mới là chúng ta có thể chọn Get Start, kết nối ví này nhé. Mọi người nhớ giúp mình hiện tại đang có một số cái đi app thì những cái này thì rất là quen rồi, cho nên mình sẽ trải nghiệm nhanh thôi. Mình sẽ tập trung vào cái tựa game kia nhé. Ok này, đó. Cái này thì sẽ là cái mục xếp số đấy. Hiện tại đây thì chắc là do mạng thôi, nó chưa hiển thị ra. Mọi người nhớ và có thể xem lại clip đó nhé. Ok, và tiếp tục như vậy thì chúng ta sau khi mà min NFT xong, chúng ta cũng đã đến mục xếp số xong, thì hiển thị ở đây sẽ có thêm hai cái app mới. Và đó chính là cái tựa game này đây, Friendly Mind và My Copy AI, Copy AI nhé. Hiện tại chúng ta biết rằng là AI cũng bắt đầu là đang gọi là trend đúng không? Trend ngắn hạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm với cả Friendly AI luôn nhé. Chính là cái mục mà hiện tại Sui đang nhắc đến trong đợt Wave 2 này đây. Và để trải nghiệm được cái mục này ấy, thì mình sẽ cần phải có cái con Sui Capi này. Thì mình sẽ làm Sui Capi trước nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại đối ví của mọi người này. Chọn vô mục app này. Và chúng ta chọn vô mục là Capi. Cái này thì mình đã làm clip cho mọi người rồi mà. Chúng ta chọn connect ví nhé. Chọn ví Sui nhé. Đó. Sau khi mà chọn ví Sui xong ấy, thì mỗi một ví Sui mọi người sẽ được min hai con free đúng không? Chúng ta chọn vô mục Access Point. Đó, ở trong này thì nó sẽ có mục shop này để chúng ta có thể là mua được các cái phụ kiện cho cái con xui đó, cái con capi đó. Thì chúng ta chọn vô mục capi nhé. Đợi một lúc thôi nó sẽ nốt ra hai cái mục để chúng ta có thể là min được con capi free. Đây mọi người nhìn chưa? Get a capi free này, đó. Chọn vô đây này. Nếu mọi người min được một con mà một lúc sau nốt ra nó không ra một con nữa thì chúng ta đợi một khoảng thời gian sau sẽ hiển thị ra thêm một con nữa anh chị em nhé. Lúc lúc lâu lâu một chút đó. Đó. Như vậy thôi, asset là xong anh chị em nhé. Đó, như vậy chúng ta đã có một con Sui Capi này rồi. Và tiếp tục như vậy, chúng ta chọn vô mục là accessory này, đó, và chọn vào get some from shop đó. Đây chính là những phụ kiện mình vừa nói qua cho mọi người đó. Thì bây giờ mọi người có thể chọn phụ kiện và mua nhé. Giá rất là rẻ thôi, hiện tại chúng ta đã được được gọi là testnet và được cung cấp là một Sui cơ mà. Cứ thoải mái và trải nghiệm thôi anh chị em nhé. Và mọi người lưu ý giúp mình, hiện tại đây thì cái đĩa app My Capi vẫn đang là một cái đĩa app trọng tâm. Hiện tại mình làm clip thì mình sẽ không trải nghiệm hết được. Còn anh chị em chúng ta đang gọi là trải nghiệm có thời gian rảnh hơn ấy, thì mình khuyên mọi người chúng ta nên trải nghiệm hết tất cả các mục hiện tại của Sucapi nhé, như là mua bán cái con Sucapi ở trên này, cái MyCapi đó đó, và mua và cũng như là min đó, chúng ta làm hết tất cả các bước đó nhé, thì mọi người sẽ tăng cơ hội trải nghiệm đi app. Mà trước đây thì mình cũng nói rồi, cái đi app này nó cũng sẽ nói rằng là những ai trải nghiệm nhiều thì khả năng cũng sẽ được sẽ có airdrop đến từ trực tiếp dự án đúng không? Ok đó, trong này tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể là mua thêm các phụ kiện khác. Và chúng ta sẽ chọn vô một con capi nhé. Đó. Đây, mình chọn vô click vào con capi này nhé. Và chúng ta chọn là add item thôi. Để có thể mặc quần áo cho nó đó. Và đeo mũ cho nó đó. Đấy, chúng ta đợi một lúc thì nó sẽ hiển thị ngay. Đó, thấy chưa? Tiếp tục như vậy, mọi người nhớ làm thêm vài cái nữa nhé. Đó, mua thêm nhiều cái nữa. Để có thể là trang trí con capi của mọi người đẹp lên nhé. Ok, và sau khi mọi người có một con capi như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm đối với cả đi app game vừa rồi đó. Ở trên nền tảng TNX Way 2 đó. Mọi người quay trở lại đối với cả cái game này nhé. Friendly Mind này. Và chúng ta chọn vô mục là Connect Wallet đó, chọn Connect cả ví thôi. Ok, sau khi chọn ví xong thì chúng ta sẽ đặt tên con xui nhá, của mình là tên nó đi, cái này thì tùy mọi người thôi nhá, name thôi mà. Ok, chọn Approve này. Ok, và như vậy đã xong, và chúng ta hiện tại đang đến round 7 rồi. Tôi đã trải qua đó là 7 round, round thứ 7, trải qua 6 round đúng không chị em, và thời gian hết round 7 chỉ còn 10 tiếng nữa. Hết round 7 đến round 8 thôi, chúng ta cứ cố gắng trải nghiệm nhé. Và hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là rank nhé, sẽ có hiển thị rank ở đây cũng như là các thông tin đây nhé. Và cái lượng stake đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thứ nhất là mọi người muốn kiếm được cái score này này, cái điểm á để lên rank ấy, thì mình khuyên mọi người chúng ta nếu mà tập trung vào một app thì mọi người
vòi nhiều xui các ác khác nhau và chuyển về một ác thì mọi người sẽ tăng được rank lên, bởi vì rank nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng xui mọi người stake ở trên các cái variator này. Đó, ở đây thì hiện tại đang có rất nhiều variator nhá, thì mình sẽ stake ở đây. Mình stake ví dụ cho mọi người nhá. Ví dụ với cái nền tảng đó là MyStand này thì mình sẽ stake là 0,2 xui chẳng hạn nhá. Và tương tự như vậy thì mọi người có thể tham khảo các variator hiện tại đang ở dưới nhé. Và mỗi một cái variator thì nó cũng sẽ hiển thị là cái số xui hiện tại đang stake ở trên variator đó. Hiện tại đây thì có cả variator liên toàn quan đến đó, gì đấy, Google Cloud Web 3 đúng không? Đấy, hiện tại đây mình đã hiển thị rồi nhá. Và mình thêm một cái Google Cloud Web 3 chẳng hạn đó. Cái này thì tùy mọi người thôi nhá. Mỗi một variator thì cũng không có thông tin nào đó để có thể là chúng ta gọi là trải nghiệm mà thôi. Chúng ta gọi là trải nghiệm stake thôi nhá. Ok, và trong cái mục game này thì hiện tại chỉ liên quan đến stake thôi. Nó là số lượng stake xui của mọi người càng cao á, thì mọi người sẽ có cái thứ hạng rank ở đây, cũng như là liên quan đến cái tổng điểm mọi người sẽ cao lên. Và dưới này thì cũng sẽ có cái bảng xếp hạng này. Như chúng ta có nhìn thấy hiện tại đang có những tài khoản như vậy, họ đang có 89 điểm đó, và sẽ có những thông tin liên quan như vậy anh chị em nhé. Đó, cứ mỗi một round thì chúng ta có thể tham gia nhé, tham gia vào các cái nền tảng stake này. Ok, và xong cái mục của game này chúng ta sẽ đến với cái đề app tiếp theo, chính là cái đề app của Sui AI đó mọi người. Đó, Sui AI này thì mọi người sẽ cần phải có cái con, tại sao vừa rồi mình hướng dẫn cho mọi người có thể tham gia cái MyCAPI đó, thì để bây giờ sẽ bắt đầu áp dụng trên Sui AI đây. Ok, chúng ta click vào Sui AI nhé. Ở trong cái mục Sui AI chúng ta sẽ cần phải tạo một cái ví mới, hiện tại cũng là một cái ví phát triển trên này thôi. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu chọn vô mục là Chris đó, chọn kết nối với cả ví nhá. Register này, chọn kết nối ví này. Thì ở đây nó đang hiển thị của mình là không có vé, và để có vé được thì mọi người sẽ cần phải tải cái ví là Ethos xuống, và chúng ta sẽ cần làm các bước để có thể nhận được vé. Mình sẽ dẫn cho mọi người làm ngay nhá. Mọi người đầu tiên sẽ tải ví Ethos xuống, và mình cũng khuyên mọi người luôn á, là mọi người có thể lấy cái key trên tài khoản xui của mọi người và add vô đây nhá. Đây mọi người có thể tạo tài khoản mới này, thì đây mình sẽ add cái full key của mình đang có ở trên xui để có thể đồng bộ ví luôn nhé. Sau khi mà điền full key xong á thì mọi người điền vô mật khẩu ví thôi, cái này thì tùy mọi người thôi, không cần phải giống mật khẩu nào cả đâu. Ok, và chúng ta điền ví xong rồi thì mọi người sẽ chọn vô mục là use faucet set nhé, để có thể faucet set cái số lượng xui vào trong nền tảng ví. Cái ví vừa rồi chúng ta tải xuống đó chính là cái đây Ethos Sui Wallet. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại đây thì trong củ ví của mình đang hiển thị đó là có 67 đô la, nó sẽ tương đương với cả số xui hiện tại trên ví đó, thì họ đang đang tự tính toán như vậy thôi, còn chúng ta chưa biết định giá một xui là bao nhiêu đâu. Đó thì ở đây sẽ có những cái mục này. Nói chung là hiện tại đây là một cái gì app trực tiếp trên ví ấy, nó có thể là quản lý những cái NFT của mọi người và những game hiện tại đang phát triển như này đó. Ok, và sau mục đó thì mọi người sẽ chọn trong mục là collectible nhé, ở trên cái beta Ethos Wallet đó, và chúng ta chọn vô sang cái mục là testnet nhé. Đó, và sau khi mà xong testnet xong thì nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả NFT hiện tại chúng ta đang có ở đây, và mọi người chọn vô mục là get start giúp mình nhé, để có thể là min được những NFT hiện tại đang free ở trên nền tảng này. Tiếp tục như vậy, chúng ta tiếp tục làm như vậy nhé. Ok, và như vậy thì mình đã min được vài cái NFT rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Chúng ta sẽ có một cái con MyCAPI vừa rồi chúng ta tạo ở trên nền tảng của CAPI đó. Ok, và cái đề app là CAPI AI này, mục đích cuối cùng để chúng ta có thể tham gia trải nghiệm hết đầy đủ đó là chúng ta sẽ có một cái ticket này, và cái thứ hai nữa mọi người, mỗi một cái ticket ấy, thì mọi người có thể là min được 3 con NFT này nhé. Cho nên chúng ta sẽ cần phải sở hữu CAPI ban đầu là như vậy đó mọi người. Đó, và cái khung cảnh đằng sau này thì những người này họ đã min và họ đã gửi cho dự án và trúng thưởng thì sẽ hiển thị ở trong cái mục đó là winner list đó. Ok, và chúng ta sẽ quay trở lại này, thì đây hiện tại nó vẫn đang hiển thị mình đang không có ticket nào đúng không, mọi người sẽ vào cái ví Ethos vừa rồi cài đặt đó nhé. Đó, sau khi đặt xong cái mục ví này thì mọi người chọn vô mục là ticket giúp mình nhé, đây chính là cái biểu tượng ticket này đó, và chúng ta chọn vô vào min ticket nhé, thì nó sẽ hiển thị có số lượng ticket ở đây. Tuy nhiên hiện tại đây thì mình làm clip ấy, chắc là do mình trải nghiệm vừa rồi cái ví kia, có thể nó check cái địa chỉ ví cái hiện tại mình đang trải nghiệm trên IP này thì mình đã min rồi, cho nên nó không hiển thị cái số ticket đây. Thì mình sẽ quay trở lại với app cũ thì mọi người có thể làm lại giúp mình nhá. Đây mình sẽ hiển thị lại cái loading cho mọi người xem mà. Ok, và mình cũng sẽ show qua cho mọi người đây, hiện tại không có ticket đây đâu nhá. Mình sẽ quay trở lại đây và mình sẽ làm cho mọi người xem cái ví chính nhá. Cái ví chính ở đây hiện tại mình đã có 3 con copy, anh chị em nhìn chưa? Đó. Mình có thể load lại cho mọi người xem. Đó, đây chính là một con copy của mình này, con thứ hai này, đây chính là con thứ ba này. Thì mọi người sau khi mà có ticket xong ấy thì mọi người sẽ quay trở lại đến website giúp mình nhé. Mọi người kết nối với Ethos giúp mình hoặc ví Sui blockchain cũng được nhé. Đó chính là KPI generate này, đó. Mọi người chọn vô mục là create your AI thì nó sẽ hiển thị ra cho mọi người cái chỗ mục để cho mọi người có thể là min được. Đây, chính là cái mục này đây. Đó, chúng ta chọn vô con này này và mọi người sẽ chọn vô vào bất kỳ các khung cảnh đây nhé. Hoặc đây chính là cái khung cảnh và đây sẽ là cái mô tả khung cảnh. Mọi người có thể là chọn mô tả ví dụ như kiểu là thung lũng hoa hồng chẳng hạn đó. Chính là cái khung cảnh sau với con capi đó mọi người đó. Đó.
thì cái con xong mọi người nó sẽ hiển thị một cái chỗ thông tin đây và chúng ta sẽ tạo đây, bởi vì ngày hôm nay ticket của mình đã tạo kịch là ba con rồi, xong rồi ngày mai mình có thể làm tiếp tục được, thì nó sẽ hiển thị có một cái chỗ tạo AI đây và đợi một lúc thì nó sẽ có cái lốt AI đây, thì chúng ta sẽ chọn vô vào mục và vote, chọn vô mục là yêu thích, và mọi người sau khi mà yêu thích xong nó sẽ hiển thị ra con copy đây, mọi người sẽ chọn tiếp tục là gửi đi cho dự án nhé, thì nó sẽ gửi cho mọi người ba con copy này, ba mọi người làm ba lần đó, nó sẽ có ba lần như vậy đó. Và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái mục này đây, và mỗi một cái con copy thì mọi người có thể chọn khung cảnh khác nhau nhé, ví dụ như hoàng hôn hoặc là thủy triều cái gì đại loại như vậy đấy đó, thì con API này con copy nó sẽ theo cái mẫu của mọi người á để nó có thể tạo ra một khung cảnh đằng sau con copy của mọi người. Và như vậy thì cái My Copy AI mình cũng đang hướng dẫn nhanh cho mọi người nhé, bởi vì ví này hiện tại mình chưa có cho nên mình kết nối ví rồi, nhưng mà nó vẫn đang hiển thị cái mục là no ticket found, ok, và cái mục này thì mình đã hoàn thành xong cho mọi người nhé. Và hiện tại đây các đi app đang được hỗ trợ trực tiếp bởi Xui á thì đang hiển thị ở đây, thì mọi người có thể trải nghiệm hết giúp mình những đi app là chúng ta chưa trải nghiệm trong clip này nhé. Và ngoài ra trên nền tảng của Beta Ethos Wallet là một cái đĩa app trên Xui đó, thì hiện tại cũng đang có một thêm một cái đĩa app ở đây, chính là một cái tựa game, cũng không phải tựa game là một cái nền tảng chat thôi, thì mọi người chọn vô đây và mọi người sẽ chọn vô vào testnet và login với cả cái ví Xui của mọi người, và vào đây thì chúng ta có thể chat trực tiếp nhé, đây mọi người sẽ chat trực tiếp này, ai này hoặc là GM gì đó, ô lượt như vậy thì mọi người sẽ cần phải áp khu trên ví của mọi người. Ok, và qua clip cái này đây, mình đã update cho mọi người về Airdrop mới nhất của Xui cũng như là trải nghiệm những nền tảng mới trên Xui. Hy vọng rằng là sau clip này đây mọi người trải nghiệm thì sẽ có cơ hội nhận được Airdrop đến từ dự án Xui này. Và cũng sẽ hy vọng dự án có thể là mainnet sớm để chúng ta có thể là có những phần thưởng ok đúng không? Anh chị em chúng ta cảm thấy clip này hữu ích, nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng nào đến từ những dự án và thông tin về thị trường cryptocurrency nhé. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.